Nghệ sĩ Thanh Loan sinh ngày 21 tháng 1 năm 1951 tại Hà Nội. Bà là nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng từ thập niên năm 1980 với vai diễn Nico Huyền Trang trong bộ phim nổi tiếng Biệt Động Sài Gòn. Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1993. Thanh Loan tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Loan. Bà là con thứ 5 trong gia đình có 8 người con, không ai làm nghệ thuật. Năm 15 tuổi, bà thi tuyển diễn viên của trường quân đội. Năm 1967, bà nhập ngũ vào trường nghệ thuật quân đội đúng thời điểm bắt đầu chiến tranh ở miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành diễn viên ở đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị. Năm 1973, bà bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật trong bộ phim Người về đồng cói của đạo diễn Bạch Diệp, kịch bản do nhà văn Lê Hữu viết. Sau thành công của những bộ phim, bà chuyển sang làm đạo diễn phim tài liệu rồi nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Cuối năm 2021, bà là một trong 9 cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện để xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thanh Loan kết hôn vào năm 23 tuổi, chồng bà là giáo sư tiến sĩ toán học, họ có 2 người con, một trai và một gái. Nghệ sĩ Thùy Liên sinh năm 1969 ở Hà Nội, trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân cơ khí ở một tập thể nghèo Hà Nội. Hồi nhỏ chị bị quật quẹo yếu đuối. Khi đang học dở cấp 3 thì trường Đại học Sân khấu Điện ảnh có mở lớp tuyển diễn viên khoa cải lương. Thùy Liên đã rủ một cậu bé hàng xóm cùng đạp xe đi thi. Nhờ có sự may mắn nên chị đã đỗ vào nghề mà chị yêu thích và mơ ước. May mắn cho chị, khóa học năm đó nhà hát cải lương Trung ương xin lớp của chị về đào tạo và giữ lại hầu hết diễn viên ở lại nhà hát làm việc, trong đó có Thùy Liên. Chồng của chị gần như là mối tình đầu khi chị mới ra trường. Năm 1991, cô con gái đầu lòng của chị ra đời. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, hai vợ chồng xuất hiện nhiều rạn nứt mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên chị đã chia tay chồng và chị đã sống với con gái. Một thời gian sau khi kết hôn lần hai, chị đã có thêm một tình yêu nhỏ bé là một cậu con trai và cha của đứa bé. Một người đàn ông cùng chị chia sẻ mọi lo lắng buồn phiền, dù anh không giàu không đẹp trai nhưng anh luôn yêu thương, hiểu chị và vun đắp cho hai đứa con chung và con riêng của hai người.